Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mời các bạn cùng vào bếp làm cái món bánh bột lọc với mình nha. Và bánh bột lọc mình thấy có rất là nhiều cách làm, nhưng công thức này mình thấy bánh khá ngon và cái bánh lại trông đẹp mắt nữa. Và món bánh bột lọc này khi làm xong thì bánh trong khi ăn vào thì mềm, có độ dai vừa phải. Mình kết hợp cùng với lại khoai lang chiên giòn, một ít mỡ hành và nước mắm chua ngọt nên là ăn rất ngon, không có bị ngán các bạn. Nếu mình chưa làm thử cách này thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video cùng làm với mình nha. Và đây là nguyên liệu mình sử dụng cho món bánh này. Bột năng thì mình xài đây là 200 g, 350 ml nước lọc, 200 g tôm thì mình cũng đã bóc vỏ sẵn rồi các bạn. Một ít hành lá, hai củ khoai lang các bạn cắt nhuyễn ra như vậy. Thì nguyên liệu này mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì mình đi pha bột trước, các bạn cho vào trong tô bột một ít muối. Sau đó thì mình cho hết nước lọc mình đã chuẩn bị vô và các bạn hòa tan bột năng ra. Bột năng thì cũng đã tan hết, các bạn để qua một bên cho bột nghỉ 15 phút. Và trong thời gian mình đợi bột nghỉ thì mình đi làm cái phần nhân tôm nha các bạn. Tôm thì mình lột sẵn, sau đó thì các bạn cắt ra làm 3 hoặc là làm 4. Còn nếu như mà tôm nhỏ quá thì mình để nguyên cả vỏ nha. Và tôm sau khi đã cắt xong thì các bạn sử dụng cho mình một cái đầu hành lá, sau đó thì mình đập hơi dập ra chút xíu, rồi các bạn cắt nhỏ. Mình không xài hành lá thì các bạn có thể sử dụng hành tím. Và hành sau khi đã cắt nhỏ thì các bạn cho hết vào trong cái tô tôm. Rồi bắt đầu mình nêm gia vị, các bạn cho vào một ít muối, chút xíu đường, một ít bột ngọt. Sau khi đã cho vào xong thì các bạn trộn đều lại. Thì nhân này mình chỉ cần làm cho vừa ăn là được. Và sau khi đã trộn đều rồi thì mình để qua một bên cho gia vị thấm tầm khoảng 5 tới 10 phút. Và trong thời gian chờ đợi, các bạn chuẩn bị một cái chảo dầu nóng, sau đó thì mình cho khoai lang đã sắc sợi vào. Mình chiên giòn cái phần khoai lang này, nếu mà các bạn không sử dụng khoai lang thì mình xài hành phi nha. Chiên khoai lang thì cũng rất là nhanh thôi các bạn. Khoai lang mình chiên cho vàng giòn như vậy thì các bạn vớt ra được rồi. Sau khi đã vớt ra xong hết thì các bạn cho mẻ khác vô mình chiên tương tự. Khoai lang thì mình cũng đã chiên xong rồi các bạn. Thì mình múc dầu nóng ở trong chảo, các bạn rưới vào cái chén hành lá nè. Mình rưới như vậy thì rất là thơm và hành vẫn giữ được cái màu xanh đẹp nữa. Sau khi đã cho vào xong các bạn để qua một bên nha, mình chuẩn bị đi xào nhân. Và để xào nhân tôm thì mình sẽ dùng dầu hạt điều nha các bạn, để cho cái màu nhân được đẹp hơn. Khi đã cho vào rồi thì các bạn mở bếp và đợi cho cái phần dầu hạt điều này nóng. Và khi dầu đã bắt đầu nóng, các bạn cho hết tôm vô. Sau đó thì mình đảo đều để cho cái phần thịt tôm này được chín hẳn. Nhân tôm thì mình cũng đã xào cho chín rồi, lúc này mình tắt bếp và cho ra ngoài chén. Và tiếp theo thì các bạn đổ hết bột năng vào trong nồi và đặt lên trên bếp. Mình để với lửa trung bình nha và khuấy tới khi nào mà bột hơi sánh đặt lại một chút là được. Nồi bột năng thì cũng đã sánh đặt lại rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình tắt bếp đi. Sau đó thì mình khuấy liên tục để cho bột được đều lại với nhau nha. Bột năng thì mình cũng đã đánh cho đều rồi các bạn, rất là dẻo luôn nè. Và để gói bánh thì mình sẽ sử dụng những cái miếng lá chuối, các bạn cắt cho mình vuông vức nha. Và trước khi làm thì mình cần trần qua với lại nước sôi, để cho cái miếng lá chuối nó dẻo thì mình sẽ dễ làm hơn. Rồi bây giờ mình sử dụng một cái ngón tay các bạn để chánh giữa cái miếng lá chuối này. Mình quấn thành hình một cái phễu. Như vậy là được nha các bạn. Rồi bây giờ múc bột từ từ mình cho vô. Bột thì mình cho vào một ít trước, sau đó thì các bạn cho cái phần nhân tôm thịt vô. Nhân này thì mình đè xuống.
Một lần cho thì các bạn có thể cho vào là 3-4 viên. Tiếp tục thì mình lại cho thêm một cái lớp bột lên nữa. Rồi bây giờ mình gói lại. Để gói thì cũng khá là đơn giản. Các bạn bẻ cái miếng lá chuối này vô nè. Mình bẻ đều cả hai bên nha các bạn. Gói cái này cũng tựa tựa như là mình gói bánh ít vậy. Tuy nhiên thì mình sẽ làm một cái nhỏ và chỉ sử dụng một cái miếng lá chuối thôi. Và như vậy là mình đã gói xong được một cái đầu tiên rồi. Rất là đơn giản và dễ làm. Bây giờ mình để qua một bên và làm tương tự với cái thứ hai. Bây giờ mình lại múc bột mình cho vô. Rồi lại cho nhân tôm vào. Mình làm với màu hạt điều á, nên là cái tôm này màu rất là đẹp các bạn. Rồi lại cho lên một ít bột nữa. Rồi bắt đầu mình gói. Miếng lá chuối thừa thì mình nhét vô trong này. Và như vậy á, là mình đã xong được cái bánh thứ hai rồi các bạn. Rất là đơn giản luôn nha. Và những cái bánh thì mình cũng đã gói xong. Bây giờ mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi để mà đem đi hấp. Nồi nước để hấp bánh thì cũng đã chuẩn bị sôi rồi các bạn. Thì bây giờ mình xếp bánh mình cho vô. Và khi cho bánh vô á, các bạn lật cái đầu nhọn xuống nha. Và bánh thì mình cũng đã cho hết vào trong nồi rồi các bạn. Bây giờ mình đậy nắp lại và hấp cho mình khoảng 7 phút. Và nồi bánh thì mình cũng đã hấp được 7 phút rồi các bạn. Thì bây giờ mình dỡ nắp ra. Và khi mình hấp thì bánh nó sẽ nở và lá chuối nó hơi bung ra chút xíu. Nhưng mà không sao nha các bạn. Rồi bây giờ mình lấy hết bánh ra ngoài và chờ nguội. Những cái bánh bột lọc thì mình cũng đã lấy ra và để cho nguội rồi các bạn. Thì bây giờ mình mở ra một cái xem bên trong cái món bánh này như thế nào nha. Mặc dù là mình không có thoa dầu nhưng mà khi lột bánh ra rất là dễ dàng và không có bị dính các bạn. Bánh rất là trong và mình có thể nhìn thấy được cái nhân tôm luôn. Bánh thì mình cũng đã lột ra được vài cái rồi. Và để chuẩn bị thưởng thức á, thì mình sẽ cho lên một ít khoai lang chiên nè. Khoai lang này mình chiên rất là giòn luôn nha. Khi ăn vào thì sẽ không có bị ngán các bạn. Cho vào rồi thì mình cho thêm một ít mỡ hành. Và cuối cùng thì mình chan lên một ít nước mắm chua ngọt. Như vậy là mình đã làm xong được một đĩa bánh này nè các bạn. Màu sắc thì trông rất là hấp dẫn nha. Và bây giờ thì xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng ăn món bánh này với mình. Và đây là cái bánh của mình nè các bạn, rất là trong luôn nha. Mình có thể nhìn thấy được tôm ở bên trong luôn đó. Và bánh khi ăn vào thì bánh của mình rất là mềm nè các bạn, không có bị dai quá nha. Nhưng ở bên trong thì mình làm rất là đậm đà nữa, kết hợp cùng với lại nước mắm chua ngọt, khoai lang chiên giòn, một ít mỡ hành. Nên là cái món bánh này rất là thơm, có thêm khoai lang giòn giòn các bạn ăn sẽ không có bị ngán. Và làm thì cũng vô cùng dễ, các bạn có thể làm một lần rồi mình cho vào trong tủ lạnh. Khi nào ăn thì mình chỉ cần hấp lại là được. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong tới các bạn món bánh này rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bạn thành công với món bánh này.